Năm đều bóng của Manovic không qua lưới, chạy ra bóng không qua lưới, khá khó hiểu. Tốt. Bốn mươi ba mươi cho công ta và đánh bóng nó phải khá tốt. Trận đấu khá gay cấn, đối thủ khá cân tài cân sức, đúng nên lưới. Thank you.
đã kết thúc thì xin thắng cho chúng ta. Hiệp thứ hai, Menovic là người ra bóng. Cuối sân của Ronaldo Devonic rất hay, quá hay của quân ta, phản xạ là bóng quá tốt, 5-0 là quân ta. Phạt trái này khá hay, bóng ra ngoài 30-0. Số là 1 đều. Giờ hữu đầu tiên, giờ thứ 3 là chúng ta dừng lại phá bóng. Không còn nữa. Phá bỏ nhỏ của chúng ta. Sân khá tốt, hay pha đổi cầu khá hấp dẫn, trái tay quá tốt, bóng ra ngoài rất đáng tiếc cho công ta, điểm cho Mladenovic. Mấy năm đều. Công khá hấp dẫn, điểm cho Panathinaikos, khả năng bóng ở cuối sân khá tốt, trận đấu khá gay cấn. Rất tốt, phản trả cầu bóng quá tốt, 30 đều. Cho con ta khá tốt, bóng ra ngoài 40-30 cho con ta.
pha bóng ăn điểm trực tiếp xuống 2-1 nhưng về Conte. Conte là có hai cú ấy mà đã đổ vịnh không. Và tốt đây là 1-0 cho Conte. Pha lên lưới của Manarovic không thành công, cô là phải nổi xuống quá hay. Bóng ra ngoài 30-0 cho Conte. Trả bóng khá tốt của chúng ta, quá xoáy 40-0. Điện rách quay và đánh bóng về cửa sân khá tốt của Punta. Manovic khá nỗ lực quá tốt 40-15. Hai điểm rách quay cho Punta. Bóng ra bóng quay cho chúng ta là 3-1. Khá xoay. Quá tốt, thật sự là bóng quá tốt. Mới không cho Conte. Vừa lên với Conte. Quá tốt. Mới không. Giờ khá dễ dàng cho Conte. Về Conte. Cho bóng cho Manovic. Nỗi cho bóng. Bóng ngoài sân. 5-0 cho Conte. Bóng ngoài sân 30-0 cho Conte. Khá là kịp cho Manovic. Conte khá hay.
khá tốt. Rất hay, khá nỗ lực đến từ Manavik, tuy nhiên cô đã không đủ thể lực để theo được pha bóng để break quay cho cô ta. Ăn nha, đánh bóng chéo sân khá tốt, rất hay. Bóng ngoài sân, đất thứ hai cho ta. Khá đẹp cho Manadovic. Rick quay, vào đây điểm Rick quay. Là 5-1 cho những người cô ta đây à. Đội dọc bóng khá tốt và bỏ nhỏ của hai tay vợt khá tốt nên lưới của không được. Quá hay, máy móc không cho con ta phải sẽ quá đẳng cấp. Là bóng khá tốt, pha được bóng về cuối sân khá tốt của Kunta. Bóng ra ngoài 8-0, sở hữu khá dễ dàng cho Kunta. Cô giành được hết quay khá tốt. Bóng ngoài sân 4-0, điểm xem quay, 3 điểm xem quay.